Chào mọi người đến cho mình nha. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn cái vấn đề mà chăm sóc con chồm hương con á các bạn. Mà khi mới vừa sinh ra á các bạn thì phải thấy mình chăm sóc như thế nào và mình cho nó ăn uống như thế nào là để cho mẹ nó có sữa để nó nuôi con tốt á các bạn. Đó. Là thứ nhất á em muốn nói với các anh chị luôn á là cái ngày đầu tiên mà các anh chị con chồm hương mình sinh sản ra thì thường thường là hai cái ngày đầu tiên á là nó sẽ ít ăn lắm á chị, ăn cũng ăn nhưng mà ăn ít, tại vì nó lo nó chăm sóc con nó không á anh chị, nên các anh chị cho ăn khẩu phần ăn khoảng như là 2/3 khẩu ăn bình thường thôi, mà anh chị cho em chuối nhiều chút xíu ha, tại vì chuối giúp nó tạo sữa anh chị, tạo sữa ra rồi giúp nó phát triển tốt. Dưới á em sẽ nói với các anh chị luôn cái vấn đề mà con chồm hương mà sau khi mà nó đẻ ra các anh chị cho ăn khẩu phần ăn tới khi cách bày nó ra làm sao ha, tại vì lúc mà nó đẻ ra rồi á thì anh chị biết rồi, anh chị phải trong vòng 1 tháng đầu tiên á anh chị cho ăn khẩu phần ăn là nó tóm lại là nó nhiều hơn khẩu phần bình thường một chút, nhưng mà sau 1 tháng đó, từ khi 1 tháng đó cái con chồm hương con á nó bắt đầu nó ra khỏi tổ á, ra khỏi ổ này nè, thì anh chị ra khoảng 3 4 ngày anh chị lấy cái ổ qua giùm em luôn nha, lấy ổ ra luôn cái anh chị cho nó một miếng gạch hay gì đó để cho đồ ăn nó không bị gớt á, thì anh chị nó hạn chế cái lượng đồ ăn lại để con chồm hương của mình á nó không, con chồm cái mình nó không bị mập nha, không bị mập. Thì sau khi nó không mập á thì sau khi nó nuôi con mà mình tách bầy ra thì nó rất là nhanh lên giống, nó không có bị cái kêu là bị mập mà giống như bị năng á anh chị, thì lúc đó anh chị nuôi khói lại rất là mau, nó giống như con này nè, giống như con chồn này của em nè, nay em phối lại chắc cũng 10 ngày hay gì rồi, gần 10 ngày rồi, chưa được 10 ngày đâu, gần 10 ngày thôi à. Đó, em hỏi lại mà em thấy vậy cái cách ăn nằm rồi cách ăn uống nó em thấy khả năng đổi cũng 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 khá đó, nên cho anh chị lưu ý giùm em vấn đề ha. Với cái vấn đề thứ hai nữa, anh chị nuôi chồm hương mà con mà mới đẻ ra anh chị nên vệ sinh á, vệ sinh cái ổ này nè, nếu mà lỡ nó dơ hay là làm sao anh chị xin anh chị làm cách nào anh chị vệ sinh nó, ví dụ lấy cái gấp gấp ra dụ vậy đó, vệ sinh nó thường xuyên ha, để cho con mẹ nó cho con nó ở sạch sẽ anh chị, thì sau này nó khi nó lớn lên nó không có bị mấy cái bệnh giống như mà bị nào ngoại ký sinh trùng mà do môi trường ở dơ á, những là con trùng baby mình ưa bị đó. Với khi anh chị mà chăm sóc cho con trùng hương mà từ cái giai đoạn mà 4 5 ngày sau á bắt đầu anh chị bổ sung cua cho em nha, anh chị bổ sung cua vô nhiều á là nó giúp cho con chồn cái nó tiết ra lượng sữa mà nó có chứa canxi trong đó để nó giúp con chồn hương con á nó có đầy đủ canxi, hoặc là anh chị có thể bổ sung những cái loại vitamin khoáng chất mà vô trong cái chuối á, rồi anh chị cho con chồn hương bầu nó ăn anh chị để bổ sung để lấy lại chất dinh dưỡng của nó ha. Đó thì cái giai đoạn mà mới mới sinh này ra thì thường thường con chồn cái nó mất sức anh chị, nên nó nằm nó sẽ nghỉ như vậy nè, nó cho con bú nó 3 4 ngày thôi à, nằm ngày 3 4 ngày rồi những cái ngày sau là nó sẽ hoạt động bình thường lại, nhưng mà thời gian chủ yếu nó là cho con bú đó thôi, ăn ngủ rồi cho con bú à, có nhiêu đó rồi đó. Thì anh chị lưu ý luôn trong cái giai đoạn này nè, anh chị hạn chế những cái người lạ ha, người lạ hoặc là hạn chế những cái ngoại vật gì như là ở phía phía trước chuồng mình nó có một con chồn ở phía trước á, thì tại chồn em nó thuần rồi nó quen môi trường vậy rồi, nhưng mà anh chị nào mà dụ như từ chỗ này giờ qua chỗ khác mà gặp cái trường hợp mà anh trước nó có một con hay là kế bên nó có một con á thì anh chị làm cách nào mà nó hạn chế tiếng động á, tại vì con chồn em hiện tại nó em nuôi nó em có nhiêu chuồng này thôi em nuôi nó quen vậy rồi nên nó không có sao hết trơn á. Dưới nữa các anh chị á biết là anh chị thường thường á nếu mà chồn chồn hương của mình đẻ á thì nếu mà thường thường anh chị có hộp trống á anh chị sẽ bỏ trống ở đây nha, bỏ trống cái hộp này
Rồi anh chị nuôi một con bên đây, với tại em hết chuồng rồi em mới kẹt lắm, em mới nuôi như vậy thôi. Tại vì em phải để miếng miếng dán nó che cái là cái rãnh đó để cho cái kẻ này nè anh chị. Thấy anh thì chị thấy có cái kẻ không? Đó. Cái kẻ đó là cái đuôi của con trùng baby con mà nó sẽ sọt xuống đó đó. Nó sọt xuống đó là nó bị con trùng mình cái bên đây là gặm đuôi, là cái cắn đứt đuôi là bị hao hụt đó anh chị. Em mà đó em cũng bị một con, bây giờ em rút kinh nghiệm. Thường á thì anh chị nếu mà dư dư chuồng nhiều anh chị bỏ trống chỗ này đi là chắc cú luôn ha, bỏ trống mà chắc cú. Đang trồng ca bầu em được tháng mấy ngày nè, nó nằm bụng cũng hơi ấy rồi. Ngày chăn này chắc không 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 đậu nhiều anh chị, chắc cỡ 2-3 con là hết lóc rồi kiểu vậy đó. Nên anh chị nuôi anh chị lưu ý giùm em cái phần mà đó ha, với cái phần mà giờ thức ăn cho con trồng hương ca bầu á, thì anh chị cho ăn càng nhiều đa dạng càng tốt á anh chị. Như đầu gà anh chị cũng phải cho ăn được nè, rồi cá phi, cá chê, tai ếch, cua, có thể là có người là cho ăn ăn hơi thêm hộp vịt lộn nữa, có người là cho ăn thịt chó nữa, chó bò lươn. Nó như vậy, nó tùy theo cái điều kiện của mình, tìm được cái nguồn thức ăn gì thì anh chị cho nó ăn thức ăn nấy thôi, nhưng mà nhớ là cung cấp đầy đủ cho nó nha anh chị, tại giai đoạn này nuôi con thì nó rất quan trọng. Với lại cái phần này nữa em khuyên các anh chị nha, cái vấn đề nữa ha, nếu mà con cái mình là con cái tơ mà anh chị thấy trong vòng 1 tháng đó, nó nuôi con đạt á, thì anh chị trong vòng khoảng 50 ngày anh chị tách bầy. Còn nếu mà trong vòng 1 tháng anh chị thấy nuôi con nó vẫn còn hơi nhỏ 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 thì anh chị cứ để cho nó ở với mẹ nó tầm khoảng 2 tháng hay tách bầy ha. Cái này là cái lưu ý giống như vậy, mình coi theo từng trường hợp thôi. Nhiều khi cái con trùng hương con trùng hương mà mẹ sữa nó khi sữa tốt, còn con trùng hương kia này thì sữa kia nó không tốt, nó kiểu giống vậy đó anh chị, nên chị lưu ý giùm em ha. Đó, giấc này giấc trưa nè, giờ này giấc trưa thì nó ra nó nằm ta sữa là ngủ hết rồi, nằm ngủ chân anh chị đây kiểu vậy á. Em đây thì cũng có mua sắt rồi, mua sắt với mua máy chuẩn bị chắc làm chuồng thêm mà, tại vì giờ hết chỗ nuôi rồi. Kiểu vậy em phải nhốt về đâu 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 vậy không nè. Đó. Kiểu vậy. Cặp đang cặp cái nè. Đang cặp được cái nè anh chị. Em mới nhốt trong chuồng cu nè ha. Vậy anh chị, video em tới đây em cũng làm những cái lưu ý nhỏ cho anh chị lưu ý mà khi mình gặp những trường hợp như vậy rồi mình biết cách mình xử lý ha. Như mình chăm sóc cho con trồn hương nó thiệt là tốt. À, em cảm ơn anh chị ha, mong chị cho em một lượt đăng ký ha, cảm ơn chị rất nhiều.